Rộ tin Tổng thống Putin đề xuất ngừng bắn ở Ukraine, Điện Kremlin lập tức lên tiếng. Reuters cho biết, Điện Kremlin hôm 14 tháng 2 bác tin về đề xuất ngừng bắn ở Ukraine. Hãng tin Reuters, Anh, cho biết, Điện Kremlin hôm 14 tháng 2 bác báo cáo trước đó của hãng tin này cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất lệnh ngừng bắn ở Ukraine với Mỹ thông qua trung gian. Khi được hỏi liệu thông tin của Reuters cho biết Nga đưa ra đề xuất hòa bình có đúng hay không, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, không, điều này không đúng. Các nguồn tin Nga trước đó nói với Reuters rằng Tổng thống Putin đã gửi tín hiệu tới Washington vào năm 2023 thông qua các bên trung gian, bao gồm cả các đối tác Ả Rập của Moscow rằng ông sẵn sàng xem xét lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Theo ba nguồn tin của Nga, các bên trung gian đã gặp nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm 2023 và Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan đã có cuộc điện đàm với Cố vấn Chính sách Đối ngoại của ông Putin, Yuri Usakov, vào hồi tháng 1. Hãng tin Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 14 tháng 2 nói rằng phương Tây sẽ không đưa ra giải pháp ngoại giao thực tế cho cuộc xung đột Ukraine vì Mỹ và các đồng minh vẫn có ý định gây ra một thất bại chiến lược cho Moscow. Tóm tắt với các nghị sĩ Nga về công việc của Bộ và tình hình quốc tế hiện tại. Ông Lavrov tuyên bố, Moscow đang tiên phong trong cuộc chiến vì một tương lai tốt đẹp hơn, đồng thời nói thêm rằng hệ thống do phương Tây thống trị đang nhường chỗ cho một thế giới đa cực. Theo ông Lavrov, đã có sự thay đổi trong lý lẽ của phương Tây do những thành công trên chiến trường của Moscow. Tuy nhiên, chính sách nhằm gây thiệt hại cho Nga vẫn giữ nguyên, có nghĩa là cuộc xung đột khó có thể được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 13 tháng 2 đã nhắc lại chính sách của ông đối với Ukraine, kêu gọi Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ nước ngoài đã được Thượng viện phê duyệt, bao gồm khoảng 60 tỷ đô la Mỹ cho Kiev. Tổng thống Biden tuyên bố số tiền này chủ yếu sẽ tài trợ cho việc sản xuất vũ khí ở Mỹ và sẽ giúp Ukraine chống lại cuộc tấn công dữ dội của Nga. Nếu được thông qua, dự luật sẽ nâng số tiền hỗ trợ quân sự mà Mỹ cung cấp cho Ukraine kể từ khi bùng nổ chiến sự vào tháng 2 năm 2022 lên khoảng 170 tỷ đô la Mỹ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.